Hô nhé, cả hai cùng vuông vai đi. Hai cùng vuông vai này. Ok này. Go. Rồi, một không. Khởi động đi anh, đang khởi động. Cái vuông vai đi, anh Thành vuông vai đi. Ok này. Go. Ok này. Go. Xuống. Go. Mình chú ý đi. Ok này. Ok cho anh bên này. Ok. Go. Ôi trời ơi. Được không? Đấy nó đánh như thế đấy. Chú phải đỡ kiểu như hồi đỡ hồi xưa. Nhật Bản đi Huỳnh ơi, Nhật Bản đi. Chú ý đi. Đấy nó chưa thèm đảm bàn đấy nhá. Ok. Go. Kéo được. Chế rồi. Được tí lại, được tí. Chế rồi, nó mong rồi. Đúng rồi. Ôi giời, nó dí mắt chết. Đạp vào đây. Đạp đi. Chú ý đi. Go. Chưa được. Chưa được. Vãi đái. Gì ghê thế nhỉ? Sai. Được. Ok chưa bạn? Đây chưa em? Không phải là mái ra nhá. Anh phải lên mạng xem anh đang bị đăng ký những gói gì đấy. Nó đăng ký cho anh cái gói 39k 4G ấy. Trước em cứ lạc tiền vào. Sáng ngày nó báo anh là nó trừ là thì là tài khoản không có tiền rồi. Thế là mình nạp 50 vào. 50 vào thì sẽ trừ hết ngày. Nó lại trừ vậy bây giờ còn là hát cộng này chứ 4G đâu. Cho đều. Giờ Hết sức đi. Hết sức đi. Chưa. Cao vai lên. Đúng không? Chưa. Lên vai. Không, vai vẫn đẹp. Rồi. Mông đánh thế là vai lên đi, mông ơi, mông vai lên. Rồi, đẹp rồi. Mông vai lên. Đáng em phải kéo u trỏ góc này này. Thì nó mới khó xuống. Đây ô đấy. Đấy là con to hơn mình nhiều. Thì như bây giờ là nó là mạnh nhất bên cộng đồng người Việt bên đấy. Bây giờ tập rồi không biết thế nào. Ok. Go. Ngón ra nào ra này như to ra hay sao. Trông đầu ngón tay bè bè. Bơm roi rồi. Go. Ôi giời. Ôi giời. Đánh tốt nào. Đánh tốt. Tốt mất cổ đấy. Tất mất cổ luôn. Nhưng mà nó nắm này không biết là tốt hay móc luôn. Rất là khó. Go. Ui giời. Mày đang gì đã chết rồi. Go. Ui giời. Để anh vào anh đánh nhau. Cầm đấy em cầm thấp thì gì nào đó. Em cầm thì dễ lắm. Go. Ôi giời. Con đi mẹ. Người làm đi. Anh Thành đánh tôi không đánh được đâu. Hai anh em cứ ngang thế này thôi. Anh tốc lầm lỏm thôi. Hai ông nữa tốc lầm đấy. Đấy tốc của anh nó hơi cùi bắp tí. Trời. Còn Huỳnh nó cao vai xương to. Mày lên 85 mày đánh giải rồi 85. Cái góc của răng đào lúc để ở đây rất tốt luôn. Go. Ui giời. Đón khỏe lắm. Go.
Úi giời. Đúng rồi. Phát đấy là đảm bảo dự tính dự về góc của mình mà. Go. Nhanh. Em cứng ngay từ đầu luôn đi. Đúng đường các bạn. Đường. Bây giờ em phải học xong em mới tập lại. Mai lùn bây giờ mới học xong 1 năm nữa. Go. Hay đấy, móc đấy, Huỳnh móc đấy. Hay quá. Nice. Hay đấy, Huỳnh đánh đổi bài được đấy. Lôi tí cùi tròn nữa Huỳnh. Đúng rồi. Giang mỏi rồi. Chướng được. Ôi rồi bị đè, Huỳnh bị đè. Cố lên Huỳnh ơi. Bị đè rồi, Huỳnh bị đè. Đè. Thôi nghỉ cái đã. Cứng. Ủa đi mẹ. Cường ác đấy. Mà cháy. Chết mẹ cái nó tôm chết đấy. Đùa. Rồi về. Để chúng đưa ngày lấy dựng thế. Anh chúng đưa. Vọng. Em chúng đưa đúng không? Chúng đưa ngày xưa chỉ gương cộng. Em ai cơ? Trung Đức. Trung Đức à? Em ruột á? Không phải. Em nắm được hết ạ. Thằng em ruột. Nó tôm mình chết à? Phát đèn nó tôm chết. Go. Dây vào. Dây vào. Mở hết cả búa. Cường ác đấy. Go. Đánh chết. Hút rồi. Chứ đừng. Chỉ cứ đừng thôi là. Anh thấy đánh tôi đấy. Cầm bình thường thôi. Giúp lại. Không cần phải cầm căng quá. Cầm tay này khó chịu phết đấy. Go. Phải phải hứng móc. Anh cũng tốt mà. Tốt nổi. Thành nhăn mặt rồi. Nhăn mặt. Giữ nguyên góc đi em. Đứt. Không giữ được. Chưa đủ mạnh. Như anh ấy. Chưa đủ mạnh để mà giữ cái góc. Còn một thời gian nữa. Một tháng nữa. Từ một tháng không vật nữa. Một tháng không vật anh Thành. Cách xa thôi. Anh bị vậy tay không lắm được. Không sao. Có cái cánh cứ để nó cầm tự do được. Từ từ. Nhưng mà phải hờ đỉnh cho em. Go. Mất cổ. Mất cổ. Đủ rồi bỏ về. Sao lại đánh kiểu mất cổ. Giữ nguyên góc. Anh Thành đang vả đấy. Hít thở đều. Mong là ăn được. Hít thở đều. Hít thở đều, tách góc ra rồi. Không ăn được. Không ăn được. Đưa vào đây. Đứng kiểu này đối phương không đạt được bàn thì chết luôn. Sang nguy hình một tí đã. Go. Ai thằng ấy bất của tay khỏe lắm đấy. Tay hạ được mấy cái. Dựng tay mình phải như thằng mong này nó dựng tay mà nó cổ nó khỏe không em phải răng nào dựng tay để... khét đấy cổ một chút đã gọc ui rồi bóng này phải kinh nhỉ nửa bàn cái rồi mày mất cổ mà đánh không dùng mà anh Tiệp đánh mất cổ vẫn cố đỡ thế nào. Anh kia chỉ cố đỡ nào? Đứt rồi, Huỳnh đứt rồi. Bỡ rồi anh. Không cố được đâu, thôi đi. Đánh lại chung này xem nào. Thế Huỳnh đánh kiểu này nên nếu mà bị đối thủ móc hoặc là chết à? Em chưa. Phải nó chưa luyện đủ chưa đến luyện đủ cái mức độ. Go. Phải vào móc, chưa móc lại, solo móc luôn đi. Em á, em mấy cả rồi á. Đánh đâu nữa đánh. Mình không đánh nó. Phải làm dây mét rưỡi. Quấn kín tay rồi. Go.
mắc nó. Đấy anh. Không, ví dụ như là bây giờ mình đi học ở trung tâm nhá, là mất tiền 10 triệu cái nào á. Chưa xuống đâu. Xong chắc gì là đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Quán đấy. Mỗi quán nó một công thức pha riêng. Tốc 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 độ. Tốc độ. Thế là dùng được. Đấy, cái cách mà đặt hàng ngày xưa mà anh làm quán ra. Cái cách hay nhất là muốn làm trong cái hệ thống của quán nào á, đến thẳng đến học. Thẳng đấy làm sự việc. Nhanh hơn. Kẹp bãi đài rồi. Sợ. Làm như này. Ép khác kiểu của anh Ken. Đúng rồi, anh Ken ép khác. Anh Ken ép kiểu khác. À được rồi. Đấy kiểu đúng kiểu ngày xưa đấy. Kiểu mà đánh anh. Bên anh. Bên anh đã bảo mày dựng dây như này lên rồi mà mày không đánh được chiêu đấy. Thế ra mà em luôn. Mày đá cái tay lên, đấm lên. Không đấm được, không đấm được. Không kịp đấm. Chơi răng nhiều thành đánh móc nó. Khỏe đấy. Ngồi nghỉ trước nó vẫn đánh móc. Nó còn đánh cực. Anh đài thật. Giang bị bắt của tay bên Giang dễ lắm. Nó thẳng mà, lúc nào nó cũng thẳng mà. Đấy. Đúng rồi đấy, chuẩn bài đấy Huỳnh. Chưa. Không như thế là cũng được hơn rồi. Vâng lên rồi. Cố nghỉ đánh sau, nghỉ đánh cái nữa. Huỳnh nghĩ khả năng em phải tiến cùi chỏ lên để lấy cái cổ đó Huỳnh ạ. Thế, đúng rồi. Đấy, đúng rồi đấy. Thế mỏi lắm anh ạ. Bây giờ dùng cái bài tập bùa đi. Em dít bài tập bùa trên bàn đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy đi. Chơi đi bạn. Mà em lên như này thì em sẽ lấy được cổ này Huỳnh này, nhưng mà sợ Giang nó vẫn dí được. Dí thế nào rồi em? Baby. Đừng lôi cổ trò về Huỳnh ơi. Đúng rồi đấy. Mỏi không? Mỏi không? Đấy trước đó cho đánh như thế với anh mà. Búa về cái vai, cái tay luôn nhá. Không được, sai mẹ lại sai rồi. Về bên này. Ờ, về thẳng cái vai này luôn thì mới được. Còn em đánh về góc kia tự chui vào một cái cườm tay của Tuấn Giang Đào. Ừ. Vấn đề là bùa có chịu được hay không? Ừ, đấy. Gì mất chết. Xây nhà nó không xây nhà vệ sinh à? Nó có xây đường nước nó không đi mà anh. Bây giờ anh mà vào ở là phải quên hở điện nước đục hết đường ra. Nhà vệ sinh nó không có. Không có, làm gì có đâu anh.